Xin chào các bạn. Thì ở trong cái video số 1 thì có nói về cái chúng ta xuất cái bản vẽ từ 3D sang 2D. Thì để xuất được bản vẽ từ 2D sang 3D thì hôm trước có nói rồi, nhưng mà khi chúng ta xuất ra thì đó mới là cái hình thôi, còn cái khung vẽ và khung tên thì hôm bữa trước thầy chưa có nói. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi vấn đề mà chúng ta tạo layout để khi mà chúng ta xuất sang cái từ 3D qua 2D thì để cho nó hoàn thiện nha các bạn. Thì để có được cái layout hay để làm được các layout thì đầu tiên các bạn phải vẽ cái khung vẽ và khung tên như thế này ở trên cái giao diện 2D nhé các bạn, drafting animation nhé các bạn. Rồi ở đây là gì ạ? Ở còn một cái nữa là gì ạ? Khi các bạn xuất ra như hôm trước tôi nói rồi á, nó còn thiếu thì các bạn phải vào chỗ cái thanh gọi nhanh này, quick này, các bạn show cái menu bar ra. Vào đây á, ta còn có cái format unit, các bạn chọn mm cho nó dễ nha, mm chút xíu sang bên kia cho nó đồng nha. Rồi ok ha. Coi như giả sử bây giờ là tôi có cái khung vẽ và khung tên là xong như thế này rồi. Bây giờ tôi tạo layout và tôi xuất sang cái bản vẽ mẫu á, để cho mà trong cái quá trình mà làm á, chúng ta xuất sang á, nó rất là nhanh nha các bạn. Thì đầu tiên để có được bản vẽ mẫu như thế này rồi thì các bạn phải vẽ kích thước này. Là giả sử bây giờ tôi A4 này. Thì thông thường á, là chiều dài của A4 là 297 và chiều cao của nó, chiều ngắn của nó là 210. Nhưng mà ở đây á là tôi cho mỗi bên hở 10 ly thì tôi trừ đi, làm mà đây chỉ còn là 277 và trên này là 190 nha các bạn. Để khi mà ta bỏ vào sang layout á, theo tỷ lệ 1:1 á, thì nó dễ nha. Thì đầu tiên nha, để vẽ được rồi, chúng ta có khung rồi. Tiếp theo các bạn vào nhấn chuột trái vào layout này. Thì ở đây là cái khung của layout, nhưng mà cái đây là cái khung mẫu của nó thôi, chúng ta chưa có cài đặt. Vậy là gì ạ? Chúng ta phải cài đặt ha. Trùng của A4 chút xíu, ta chọn tỷ lệ 1:1 thì khi xuất sang nó mới trùng nha các bạn. Thì các bạn dê chuột vào cái chỗ layout này, các bạn ấn chuột phải và chọn là Paper Setup Manager. Thì ở trong đây này nó sẽ có cái trang của Manager, Setup Manager nó hiện ra, các bạn bấm vào Modify. Modify ở đây là gì ạ? Cái trang nem thì các bạn chọn máy in, hoặc nếu không có thì chọn sang cái in sang PDF. Và đây các bạn chọn khổ giấy là ISO A4 nha. Còn ngang hay dọc thì chưa cần. Bây giờ ta cứ chọn 2A4. Và là gì ạ? Như thế nói là gì ạ? Để ở đây thì các bạn chọn tỷ lệ 1:1 nha, scale tỷ lệ 1:1. Rồi còn none thì các bạn chọn là mono, tức là in không màu sắc. Và quality thì các bạn chọn là grab ha. Rồi nha, rồi xong cái này các bạn chọn vào ở trên đây, các bạn chọn vào cái chỗ nem á, chọn máy in á, các bạn chọn vào properties và chọn vào cho mình vào cái chỗ modify standard paper size. Đây, và các bạn chọn cho mình cái khổ là ISO A4 nhé. Chọn A4 ha, ISO A4 khoảng full cũng được chưa? Rồi ở bên này này, các bạn chọn vào modify và cái từ cái mép ngoài của tờ giấy vào khung vẽ là mỗi cái 10, thì trên dưới 10 ngang trái phải đều 10 hết nha các bạn. Rồi sau khi các bạn nhập các số như thế này, các bạn chọn next rồi finish. Rồi ok, như vậy là gì ạ? Cái khổ giấy của ta ở trên cái layout và khổ giấy của chúng ta ở bên cái 3D á, cái ba bản vẽ của chúng ta, két của chúng ta nó trùng nhá. Rồi bây giờ này các bạn quay lại môi trường model, các bạn ấn chuột trái rồi quét nó xuống, rồi ấn chuột trái, các bạn ấn giữ shift, control shift và c để chọn cái đối tượng. Sau đó nó hỏi là base point, tức cái điểm chuẩn, các bạn nhấn vào góc dưới bên trái. Rồi sau đó các bạn có môi trường layout 1, control v đó. Đây thì cái bản vẽ của chúng ta, các bạn thấy này ha, nó vừa với cái khung của chúng ta bên ngoài này ha. Đây thì ở đây á, là do là khi mà các bạn hồi nãy á, đưa sang bên kia là nó, các bạn phải hụt đi mỗi bên 10 ly, 20 ly thì khi đó nó mới vừa nha, chứ đây cái chiều cao thì đủ nhưng mà chiều rộng thì chưa. Thì bây giờ là gì ạ? Ta sửa bên bản vẽ đi nhé. Rồi chúng ta tiếp tục nhé, các bạn nhớ là trừ mỗi bên 10 ly á ha. Rồi ta làm lại thao tác nha, các bạn ấn chuột trái, các bạn quét xuống chọn và ấn giữ control shift và c, sau đó là gì ạ? Base point, các bạn ấn chuột trái vào góc phía dưới bên trái và ta chuyển sang môi trường layout 1, các bạn ấn control v.
Đó, thì cái bản vẽ của chúng ta nó sẽ vừa vặn, các bạn thấy chưa? Rồi là gì ạ? Để cho nó chèn cái điểm góc dưới ạ, thì các bạn nhập là số 0,0 nha. Enter. Như vậy thì là nó sẽ trùng với cái khung vẽ của chúng ta ha. Và bây giờ là gì ạ? Là cái bản vẽ của chúng ta sau này, ví dụ bây giờ các bạn muốn để cái này các bản vẽ thì bây giờ chúng ta phải lưu cái bản vẽ mẫu, thì các bạn ấn vào Save As nha. Chọn Save As và nó sẽ template cái thư viện mẫu của chúng ta nó sẽ hiện ra. Giả sử như bây giờ là gì ạ? À, tôi gọi là cái bản vẽ A4 chẳng hạn, đúng không? Bản vẽ A4. Như vậy là gì ạ? Cái sau này khi các bạn vẽ thì vào layout các bạn chỉ gọi như thế thôi. Nhớ và ta chọn cái đuôi, của nó là ở sau template là DWT nhé các bạn. Chọn DWT ha. Đây ha, các bạn chọn là cái đâu đó, cái bản vẽ A4 của mình thôi. Gọi lại nha. Đây, làm lại ha, các bạn vào Save As này. Rồi chọn là ví dụ như là bản vẽ mẫu A4. Rồi đã đến như vậy là gì ạ? Cái bản vẽ chút xíu ta sẽ gọi cái bản vẽ này ra nha, sau các bạn ấn Save. Rồi ok. Như vậy là gì ạ? Ở trong cái thư viện của chúng ta nó sẽ có cái bản vẽ mẫu layout của chúng ta là nó là cái bản vẽ mẫu A4. Rồi sau này khi vẽ thì các bạn cứ gọi ra thôi ha. Bây giờ này, giả sử bây giờ tôi chuyển sang cái môi trường 3D rồi tôi vẽ một cái chi tiết rồi chúng ta xuất ra và chúng ta xem ở trong khung bản vẽ của mình nhìn thế nào nha. Thì để vẽ được bản vẽ thì đầu tiên các bạn phải chuyển sang môi trường là 3D modeling ha. 3D modeling. Rồi nếu bây giờ giả sử cái hình của tôi là một cái hình khối chữ nhật, rồi trên có một cái hình tròn và một cái lỗ, thì bây giờ thì các bạn phải vẽ ví dụ từ đế đùn lên thì các bạn phải chọn vào mặt top ha. Top sau giả sử là khối hình chữ nhật là có chiều dài là 100 chẳng hạn, và sau các bạn ấn tab 50, enter, thì đây chính là cái đáy dưới của hình chữ nhật này. Bây giờ các bạn muốn ép rút hay đùn nó lên thì các bạn phải vào cái môi trường là SW isometric. Đó, thấy chưa? Rồi các bạn vào ép rút, rồi ấn thuật trái vào cái mặt chúng ta vừa mới làm tạo xong, ấn enter. Và đây chiều cao, ví dụ giả sử như là 20 chẳng hạn, thì giờ chiều cao là 20. Vậy chúng ta sẽ có cái khối là 20. Bây giờ giả sử nha, là thầy làm một cái khối tròn nó ở giữa chẳng hạn. Thì bây giờ là gì ạ? Chúng ta phải chuyển sang cái môi trường là top, cái mặt top nha. Đây. Rồi sau đó là gì ạ? Chúng ta vẽ một cái đường tròn. Bây giờ nha, để vẽ đường tròn nè, các bạn là bấm vào biểu tượng vẽ đường tròn theo đường kính chẳng hạn ha. Rồi sau đó là gì ạ? Ta chọn vào cái chữ TK, enter. Ta nhấp vào trung điểm của cái cạnh X, rồi nhấp vào trung điểm của cạnh Y, sau đó các bạn enter. Như vậy thì nó sẽ nằm ở tâm cái vòng tròn này nhé các bạn. Giả sử như là nó là 30 chẳng hạn, 30, enter. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang là cái môi trường 3D. Xem là cái như vậy, bây giờ chúng ta ấn giữ shift xoay chuột giữa nha. Ấn giữ shift ra rồi, như vậy là cái hình của chúng ta là nó nằm ở mặt trên rồi. Giả sử bây giờ tôi đùn lên cao là 25 chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn vào ép nè. Rồi nhấn chuột trái vào cái hình tròn, enter. Rồi chúng ta đùn lên nhập số liệu là 20-25, enter ha. Sau khi ta đã có khối hình chữ nhật và khối hình tròn này, thì bây giờ là gì ạ? Đây là hai cái đối tượng khác nhau, đúng không? Bây giờ chúng ta chọn vào một đối tượng thì các bạn ấn vào cái chữ Solid Union. À, các bạn ấn chuột trái vào cái hình thứ nhất, ấn chuột trái vào hình thứ hai, enter. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Cái khối này, cái hình tròn và cái hình chữ nhật nó thành một khối. Bây giờ giả sử như bên trong nó có một cái lỗ nha, thì ta đùn nha, thì ta lại quay vào cái môi trường là giả sử bây giờ là đùn từ trên xuống là cái desktop nha, thì ta chọn vào môi trường top này. Thì bây giờ giả sử nó là cái hình vuông của nó là 15-15, thì các bạn ấn vào biểu tượng hình vuông, sau đó là ấn 15, tab 15. Rồi sau đó là gì ạ? Chúng ta move ra vào. À, đây chúng ta move ra. Thì đối với AutoCAD 2021 á, nó có cho phép chúng ta truy bắt tâm của cái hình chữ nhật nha. Rồi chúng ta dùng vào đây. Rồi chúng ta chuyển qua cái môi trường 3D xem là kiểm tra xem là cái hình ấn giữ shift xoay chuột giữa, ta thấy như vậy là gì ạ? Cái hình của chúng ta nó dưới, bây giờ chúng ta phải move lên, chúng ta di chuyển nó lên đây. À, ta di chuyển lên đây, lên trên F8 cho nó thẳng nha, F8. Rồi là gì ạ? Sau khi đã có cái đấy rồi, có cái lỗ vuông này, bây giờ chúng ta phải đùn ha, dùng ép chút này, các bạn đùn này,
sau đó enter và các bạn nhập chiều sâu, ví dụ cho sâu hơn đi Rồi bây giờ là gì? Để có cái lỗ trong vuông này thì dùng các cái lệnh là trừ khối nha. Thì thông thường ở đây hồi nãy chúng ta lệnh là union là cộng khối, còn là subtract là cái trừ khối nha. Vậy bây giờ gì ạ? Để muốn trừ khối cái lỗ vuông này thì các bạn đầu tiên các bạn chọn vào lệnh subtract này, sau đó chọn cái đối tượng được trừ này, enter này, chọn cái đối tượng bị trừ này, enter. Như vậy thì gì ạ? Cái hình của chúng ta nó sẽ là gì ạ? Ở đây các bạn sẽ thấy là gì ạ? Nó có cái lỗ trong này ha, lỗ trong này, lỗ trong nha. Bây giờ các bạn chuyển sang cái môi trường cái hình này cho các bạn dễ nhìn nha. Đây các bạn sẽ thấy cái lỗ được chưa? Rồi bây giờ là gì ạ? Cái khối này giả sử nhiều bạn thì muốn là thích màu này màu kia thì các bạn nhấp nút đấy, nhấp nút cái hình nha. Ở đây nó sẽ cho là chúng ta cái layout của cái lớp này, giả sử bây giờ các bạn không thích cái màu này, các bạn chọn là màu đỏ chẳng hạn ha. Sau đó enter thì cái khối của chúng ta nó sẽ chuyển thành màu đỏ nhé các bạn. Đây ha, muốn chuyển thành màu đỏ thì các bạn chọn vào cái màu á, cái màu hiện hành đó, thấy chưa, nó sẽ chuyển thành màu đỏ nhá. Rồi để giữ zip file cho được đây cái hình như này. Rồi chúng ta nếu muốn cho đúng cái vị trí thì vào. Rồi bây giờ là chúng ta xuất sang 3D rồi để hoàn thiện cái bản vẽ nha. Thì chúng ta vào view này, vào base và chọn from model space. Chờ cho máy nó chạy một chút nha, tại vì nó chuyển từ cái tính năng mà 3D chuyển 3D nó mất thời gian. Rồi sau như vậy là xong, các bạn ấn chuột trái vào đối tượng, các bạn enter. Rồi các bạn ấn vào layout. Các bạn ấn enter. Đó, như vậy là gì ạ? Cái khung tên hồi nãy mình đưa vào nó sẵn có trong layout rồi ha. Bây giờ là gì ạ? Có rồi, các bạn ấn chuột trái. Rồi enter. Rồi chúng ta có hình chữ bằng, ấn chuột trái, sang hình chữ cạnh chúng ta có chuột trái. Và là gì ạ? Hình 3D. Rồi 3D. Đây này, ấn chuột trái. Enter. Như vậy là gì ạ? Ở đây ta sẽ có ba cái chi tiết, nhưng mà như hồi nãy thì nói là gì ạ? Ở đây bây giờ là gì ạ? Là chúng ta muốn chỉnh cái màu hay là cái khung dây mà nhiều cái đường khuất như này á, thì ý nó không đẹp ha. Các bạn nhấp vào cái biểu tượng này, các bạn là vào edit view vào là hidden line, chọn visible line, thì như vậy là những cái đường mờ nó cũng sẽ khuất đi, các bạn thấy không? Đường mờ các bạn sẽ không nhìn thấy đúng không? Đấy chứ à, các bạn mờ không nhìn thấy. Trong trường hợp nếu các bạn muốn in màu á, thì ngoài cái việc ấn chuột trái nó nổi vào edit view, thì các bạn ấn chuột trái, sau đó các bạn ấn chuột phải, các bạn cũng có thể vào được edit view ha. Edit view nó cũng y chang như vậy, và các bạn chọn vào cái hidden line, các bạn chọn set with visible line, thì như vậy là gì ạ? Cái màu của đối tượng ở bên 3D nó sẽ hiện ra bên này nha. Còn hôm trước nói rồi, cái ghi kích thước xem sao nó có đúng với cái 3D chúng ta nhập hay không, thì bây giờ các bạn phải như thế này ha. Như vậy các cái thanh công cụ AutoCAD Classic ạ, bây giờ nó chưa có. Bây giờ các bạn phải gọi ra bằng cách là các bạn bấm vào cái mũi tên ở trên này, các bạn thấy chưa? Rồi chọn sau menu bar. Như vậy là các cái thanh công cụ mà AutoCAD Classic nó sẽ hiện ra và chúng ta dễ dàng thực hiện nha. Rồi chúng ta chọn vào division, và division các bạn linear, các bạn chọn kích thước như thế này. Đây các bạn lấy ví dụ đây. Như vậy là kích thước của chúng ta là gì ạ? Nó quá lớn đúng không? Thì kích thước ghi của chúng ta quá lớn. Thứ hai là ở đây á, nếu trong trường hợp nha, nó quá lớn như thế này á, thì bây giờ chúng ta phải vào format, chúng ta vào dimension style, chúng ta vào modify ha, chúng ta sửa lại. Đây ví dụ như là cái mũi tên nó lớn quá, thì bây giờ giả sử chúng ta chọn nhỏ xuống thôi, 0.2 thôi. Rồi text này các bạn cũng chọn là mà không cho các bạn sửa ha. Rồi ok, để thử xem này. Rồi ha, như vậy là kích thước của chúng ta là đạt rồi đúng không? Trong trường hợp nếu mà kích thước nó không đúng với 3D ấy, thì các bạn bấm cho thầy cái phím là dim ass nha, enter, và các bạn nhập con số 2 vào. Như đây ta thấy con số 2 rồi thì không cần ha. Thì kích thước của 3D như thế nào thì kích thước ở bên 2D là nó như vậy. Còn ví dụ bây giờ muốn, hôm trước là thầy muốn các bạn ghi là các bạn phá vỡ đối tượng, nhưng mà cách thứ hai không cần phá vỡ đối tượng, đó là gì ạ? Ví dụ bây giờ nha, giả sử tôi muốn ghi là phi 30 chẳng hạn đúng không, các bạn vào dim linear, các bạn chọn vào cái đối tượng này. Như vậy là ở đây ta sẽ thấy con số 50. Bây giờ muốn phi 50 chẳng hạn, hôm trước là thầy nói là gì ạ? Các bạn chọn đối tượng và các bạn chọn vào explorer, các bạn chọn explorer
Đây các bạn chọn modify, các bạn chọn explorer Loader, các bạn phá vỡ đối tượng và các bạn có thể ghi bình thường. Nhưng cách thứ hai dùng là property, các bạn ấn chuột trái vào đây, các bạn ấn chuột phải chọn properties, thì ở đây nó sẽ hiện cho chúng ta các cái thanh công cụ để chúng ta hiệu chỉnh từ linear mũi tên cho tới cái console kích thước, rồi cách ghi, rồi dùng size vân vân ha. Thì ví dụ bây giờ là giả sử như là gì ạ? Bây giờ thầy muốn ghi là phi 50 thì các bạn tách ổng ra, các bạn ấn là nếu như phi thì là phần trăm của c 50. Enter. Thì đây các bạn sẽ thấy là 50 đúng không? Nhưng nếu bây giờ ví dụ bây giờ giả sử như thầy không muốn ghi 50 mà các bạn muốn ghi là 50 độ chẳng hạn, thì các bạn ghi là 50 và là gì? Ở đây là shift, các bạn shift là phần trăm của D. Enter. Thì nó sẽ ra độ ha. Còn phần trăm của U là nó gạch dưới, phần trăm của P là nó cộng trừ. Được chưa? Đó là một số cái thao tác mà nếu ai chưa nhớ thì thầy nhắc lại ha. Rồi còn nữa là gì, ở trong đây có cách ghi là hôm trước thì hồi nãy thì nói á, là hôm trước á, không chúng ta không cần phải cài đặt dung size hết, mà đến đây các bạn ghi dung size này, các bạn vào Lotorens đây, được chưa? Rồi là gì, ở đây nó giả sử bây giờ các bạn muốn cái kích thước này 50 này là cộng trừ có cái dung size trên dưới thì các bạn chọn vào deviation thôi. Đó, các bạn chọn deviation thì trong đây có hai cái upper value với đây lower value. Upper là phía trên và lower phía dưới, nhưng mà mặc định là dưới là số âm nha các bạn. Đây giả sử 0.2, trên là 0.3 chẳng hạn. Enter. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy nha. Đây sẽ lấy cái kích thước khác cho dễ. Đây kích thước 100 đi không? Đây. Ví dụ như bây giờ mình chọn cái kích thước 100 ghi dung size deviation này. Đấy, dung size trên dưới được chưa? Là lower value ví dụ như 0.2 này, rồi upper value là 0.3. Đây, thì mặc định của nó nha các bạn nhớ nha. Là mặc định là dưới là âm mà trên là dương rồi, nó cố định rồi. Còn đây ví dụ như bây giờ các bạn muốn chọn vào primary unit để mà bỏ những các cái con số không không có nghĩa, thì các bạn chọn một chainlink, ví dụ như là đây các bạn chọn một chainlink z này, lựa chọn rồi, như vậy là nó đảm bảo rồi đúng không? Vậy là gì ạ? Là cái giả sử như cái kích thước này các bạn ghi xong rồi, cái tên của các bạn cũng sửa xong rồi, bây giờ còn cái giả sử yêu cầu là thêm một cái mặt cắt nữa ha. Giả sử nha, trong cái bản vẽ của mình có cái mặt cắt này thì các bạn nhấm vào cái chỗ mà chúng ta cần lấy mặt cắt này ha. Thì cái đây sẽ là cái mà chúng ta tạo mặt cắt này, chúng ta chọn vào selection mà rồi chọn full view này, ở đây là sẽ chọn cái điểm thứ nhất này và ta chọn cái điểm thứ hai, rồi sau đó là ấn chuột trái vào. Đây đây chính là cái mặt cắt của chúng ta đây. Nhưng mà tuy nhiên là gì, ở đây chúng ta thấy là cái mặt cắt của chúng ta như thế này là nó còn tỷ lệ nó quá nhỏ đúng không? Bây giờ chúng ta phải hiệu chỉnh lại. Thì muốn hiệu chỉnh được thì các bạn là ấn chọn vào cái mặt cắt chúng ta vừa mới thực hiện. Chúng ta ấn chuột phải, chúng ta chọn vào property ha. Ở đây á, ví dụ bây giờ là ta thấy là cái tỷ lệ, giả sử các bạn cho tăng lên tỷ lệ 10 chẳng hạn, ví dụ nha. Đấy. Hoặc là 15 chẳng hạn. Thì bây giờ là cái mặt cắt của các bạn nó sẽ tăng lên ha. Ví dụ giả sử bây giờ tôi cho 30 chẳng hạn. Ok. Như vậy là cái mặt cắt thì nó sẽ tăng lên ha. Còn hôm trước là nói về cái các bạn hiệu chỉnh cái giảng đường thì bữa trước nói rồi ha. Rồi sau đó là nếu các bạn in thì in, mà không in thì các bạn muốn ghi thì các bạn vào cell hoặc là cell s ha. Rồi các bạn chọn cái vị trí in, ví dụ giả sử tôi cho in trên desktop chẳng hạn, tôi gọi là cái bản vẽ A4 chẳng hạn ha, bản vẽ mẫu A4, giả sử nha, gọi là bản vẽ A4 và cuối cùng là các bạn ấn cell. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta sẽ có cái bản vẽ A4 ở trên cái màn hình của chúng ta đây, A4 đây ha. Thì chúng ta lưu desktop lúc nào cần thì chúng ta mở ra. Như vậy là gì ạ? Cái quá trình mà làm cái bản vẽ 2D là đã hoàn thiện. Hy vọng là với những cái chia sẻ này sẽ giúp ích trong quá trình các bạn xuất từ bản vẽ 3D sang bản vẽ 2D và sử dụng layout. Còn chúng ta làm layout sẵn rồi, bây giờ ví dụ chúng ta muốn mở cái layout mới thì các bạn ấn chuột trái vào đây, các bạn ấn chuột phải vào, các bạn chọn new này, rồi là các bạn chọn vào from template này. Thì cái bản vẽ layout của chúng ta tạo nó sẽ ở trên này đúng không? Ví dụ như đây, rất nhiều các bạn vẽ mẫu mà các bạn tạo ở trên này nó sẽ nằm trên này, và giả sử chúng ta lấy cái nào thì chúng ta chọn cái đó open thôi, thì cái layout của chúng ta sau này cái bản vẽ của chúng ta nó sẽ xuất ra cái file như vậy nhé các bạn. Đây ví dụ như này ha, rất là tiện lợi trong quá trình các bạn làm nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.